Xin kính chào toàn thể quý bà con đã quay trở lại với kênh YouTube Người Tây Nguyên Bất Động Sản Gia Lai. Hôm nay em xin tư vấn nhanh cho quý bà con một sản phẩm mới nằm tại xã Ia Hờ Lốt. Sản phẩm này có vị trí là nằm trên trục đường bê tông. Từ vị trí của lô đất kết nối ra trục đường chính thì đâu đó chỉ tầm khoảng 200m, rất là gần. Nằm trong khu dân cư cực kỳ sầm uất. Từ vị trí cái nhà mình kéo qua bên tay trái của em là 5m, có độ sâu là 33m. Sản phẩm này rất phù hợp cho quý bà con nào có nhu cầu mình mua để dành hoặc mua để xây dựng ngôi nhà an cư lạc nghiệp. Rất là phù hợp luôn. Trên đất thì có sẵn 50m² đất thổ cư cho quý bà con. Ở đây là khu dân sinh, khu dân cư đã sống lâu đời sầm uất. Trong vòng bán kính tầm khoảng từ 1 cho tới 3 km là full tất cả các tiện ích từ trạm xá, trường học, chợ, vân vân. Nền đất cực kỳ đẹp, đất cao ráo bằng phẳng. Bà con mua về là xây dựng ngôi nhà để an cư lạc nghiệp là rất là tuyệt vời luôn, hoặc là mua để dành. Sản phẩm này hiện tại đang được gia chủ chào bán với giá chỉ 179 triệu. Rất là rẻ. Trên màn hình flycam bà con có thể thấy là ở đây hiện tại là dân cư ở rất là đông đúc rồi. Giá thì cực kỳ mềm, chỉ 179 triệu thôi, rất là hợp lý. Diện tích là ngang 5, dài 33, có sẵn 50m² đất thổ cư. Giá bán 179 triệu, rất là hợp lý luôn. Bà con có thể thấy ở đây là dân cư rất là đông đúc luôn ha. Tiện ích thì đầy đủ. Nếu như quý bà con nào quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay cho em để em có thể giải đáp mọi thắc mắc cũng như là cung cấp đầy đủ mọi thông tin cho quý bà con nha. Nếu thấy video này hay, có ý nghĩa thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Người Tây Nguyên Bất Động Sản Gia Lai. Xin cảm ơn quý bà con rất là nhiều.